Nhiều quan chức của ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang có mặt tại tỉnh Kangwon của Hàn Quốc nhân Thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024. Trong ngày 24 tháng 1, các quan chức IOC đã tới thăm bảo tàng quốc gia Triều Tiên Vương triều thực lục nằm trên núi Ode, Ngũ đài, thuộc thành phố Pyeongchang, tỉnh Kangwon. Triều Tiên Vương triều thực lục, Choson Wangcholsilok, là một tài liệu ghi chép lại lịch sử 500 năm từ thời Vua Chô, Thái tổ cho tới Vua Chejong chết tông của Vương triều Choson thế kỷ 14 đến thế kỷ 19. Các ủy viên IOC đều tỏ ra rất hào hứng khi được nghe giới thiệu về những câu chuyện trao đổi giữa vua và các hạ thần, cũng như những câu chuyện bí mật trong vương thất. Đặc biệt, họ không khỏi thán phục trước cuốn sách nghi quỹ, uy quê, ghi chép về các nghi thức hoàng gia triều đại Châu Sơn, miêu tả lại một cách chân thực các nghi thức, từ những chiếc kiệu cổ cho tới trang phục của những người tháp tùng, chỉ bằng bút lông và mực cuốn nghi quỹ và triều tiên vương triều thực lục là những tài liệu lịch sử đã được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới những tài liệu quý giá này từng bị đưa trái phép ra khỏi bán đảo hàn quốc trong thời kỳ thực dân nhật chiếm đóng nhưng được hồi hương về núi ode nơi lưu trữ ban đầu sau hơn 100 năm các ủy viên ioc tỏ ra rất quan tâm với hành trình đầy thăng trầm của hai tài liệu lịch sử này chuyến thăm này của các ủy viên ủy ban olympic quốc tế một lần nữa thể hiện được sự ưu việt của di sản văn hóa hàn quốc đối với toàn thế giới